Huy xin chào lại cả nhà nha. Để Huy miêu thuật mấy cảm thanh bên ngoài như Paw Talk, Facebook này nọ, dẹp hết. Để mà mình có thể giải thích nó dễ hơn. Bữa giờ mình giới thiệu về cái Windows 11 và cái Office 21 để mà mình cài đặt nó là chủ yếu là mình muốn chia sẻ với lại mình muốn kiểm tra coi có lỗi gì hay không, để mình còn có thể chia sẻ được nếu mà nó có lỗi cho soundcard, cho âm thanh để mà ca hát, hay là âm thanh chạy bot nhạc hay là driver, thì mình còn có thể cho các bạn biết được để mà còn có thể support và tìm kiếm trên mạng sao để mà mình nói chung là mình khắc phục được nó. Đến bây giờ thì Huy chưa tìm thấy một cái lỗi nào hết, nhưng mà nó cũng có nhiều cái phiền phức của nó, có nhiều cái khó khăn của nó. Mình nói như cái ví dụ như mình xài con bot nhạc hay là mình cài đặt DFX, mình thì không bao giờ thích xài cái DFX này hết, tại vì âm thanh nó âm thanh ảo lắm, mình không có thích. Okay, đây là cái DFX, mình không có thích, nó ảo, nó không phải là cái chất của mình. Nhưng mà mình cũng phải cài là tại vì nhiều người trên Paw Talk xài cái đó để có âm thanh thật trong, nghe âm thanh 3 chiều 3D này nọ, nghe nó rất là trong, nghe rất là hay, nhưng mà nó không phải là thật. Okay, cũng giống như là autotune mà bị lạm dụng nhiều quá thì nó cũng mất hay, đúng không? Cho nên mình phải cài đặt thử, và một lát nữa mình cũng thử những cái software như Cubase, như FL Studio để mà mình coi nó chạy trên Windows 11 ra sao. Như các bạn cũng nhìn thấy, Windows 11 hôm qua mình có giải thích là tất cả icon nó nằm ở giữa hết, cái start nó nằm ở giữa luôn, all programs như đây các bạn nhìn thấy hết nha, để mình hạ cái Manicam xuống. Ok, như ở đây các bạn nhìn thấy hết. Để mà cài đặt được nó thì máy, cái motherboard của nó, cái BIOS version của nó phải là đời mới một tí. Có nghĩa là mình phải xài UEFI. Ok, mình phải xài UEFI. Đây, mình phóng to ra một tí để các bạn nhìn thấy cho rõ. Bắt buộc phải xài cái này, chứ không được xài CSM nha. Rồi, ngoài ra cái Cisco boot trong BIOS, các bạn phải enable nó. Đây là cái Cisco boot ở trong BIOS, nhưng mà mỗi cái motherboard nó mỗi cái settings khác nhau, cái BIOS khác nhau. Ok, ở đây các bạn có thể chỉnh làm disable hay enable, nhưng mà cái này nó yêu cầu các bạn phải enable nó. Bây giờ mình cho coi hình của cái UEFI lại. Đây là trong BIOS. Ok, BIOS của những cái motherboard mới và những cái motherboard cũ. Đó. Như bên motherboard cũ có những cái nó để là setup theo dạng legacy hay là UEFI. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được mình bắt buộc phải chọn UEFI. Ok. Ngoài ra cái TPM của các bạn phải là đời 2.0 trở lên. TPM các bạn có thể check của các bạn là đời nào, với điều kiện Cisco boot phải open, phải enable, rồi cái UEFI phải run, phải enable luôn. Thì các bạn có thể vô device manager, right click vô cái start your device manager để mà vô kiểm tra cái security device. Ok, để mình phóng đại một tí. Đây, nó phải là, đó, cái này là TPM, Trusted Platform Module, là 2.0 trở lên thì các bạn mới cài được Windows 11. Nếu mà tất cả cái này enable rồi thì nhu cầu cấu hình của cái máy nó cũng không quan trọng nữa, 4GB RAM các bạn cũng đủ xài. Tại hôm qua mình đã thử cho cái Surface của mình và chạy cũng rất là mượt, rất là tốt.
Đến lúc mà sau khi các bạn cài được Windows 11 rồi thì Windows 11 sẽ xài những cái để mình mở lên cho xem. Nó xài cái NetFrame, cái NetFramework 4.4.8. Có nhiều chương trình nó đòi hỏi những cái cũ như 3.5, 2.0, 3.0. Muốn enable được cái này thì nó cũng là một vấn đề lớn nữa. Như thường là mình setup từ USB stick hay là từ ISO file. Còn nếu mà bạn nào còn xài DVD drive này nọ thì cũng phải xài bỏ cái đĩa nó vô trong. Mình tạo một cái gọi là cái bat file để mà đưa command. Đây mình cho các bạn coi, ở đây mình có thể chia sẻ để mà mình có thể gửi cho các bạn cái file này. Xài ở trong cái Notepad. Copy hết những cái này. Thật sự mà nói những cái này là computer language. Okay, nó cũng chỉ là để mà đưa lệnh, để mà mình ra lệnh cho cái computer mình phải làm cái gì thôi. Cũng có thể làm một cái exe file nhỏ để mà người bà con chỉ có run nó thôi, nhưng mà với điều kiện ISO là phải mở trong cái virtual drive hay là USB stick có Windows 11 ở trong đó. Okay. Còn sau khi làm nó xong thì các bạn phải save nó thành CMD, có nghĩa là command đây. Thì các bạn run nó mới được. Run nó là nó tự động nó cài ngược lại NetFramework 3.5. Trước khi mà muốn cài nó, các bạn bấm vô Start and Run, có nghĩa là nút Windows và nút Run để mà nó hiện ra ở góc bên này. Thì cái command của nó ở đây á, okay, Optional Features, các bạn đánh vào đây và bấm OK thì nó sẽ hiện ra cái Windows Feature này. Các bạn phải discover cái mới nhất, sau đó mới làm được cái 3.5. Sau khi 3.5 mà làm xong rồi, các bạn run được những cái software rồi, các bạn có thể enable lại cái 4.8 để mà nó work hết tất cả từ mới tới cũ luôn. Tại vì nếu mà thiếu thiếu cái 4.8 này, có những cái chương trình mới nó lại không run được, nó không mở được. Mà thiếu cái cũ này thì có những cái chương trình cũ mà mình đang xài quen rồi nó lại không run được. À, nó lại bị phiền cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mà biết cách sử dụng Windows thì thật sự mà nói chạy rất là mượt, mình rất là thích. Ok, tới bây giờ mình thấy nó rất là hay nha. Ok, ở đây như bot nhạc, các bạn cũng nhìn thấy ở đây mình run được DFX lại cho bà con rồi. Ok, DFX đây. Ok, DFX rồi. Mình run được hết tất cả như IDM, Manycam, mấy cái VPS key để mà đánh tiếng Việt, tất cả fonts, tất cả software làm design, làm business card, ok, là đã làm được xong hết. Ucam, tất cả các Cyberlink, nói chung là tất cả những chương trình mình đã run lại được bình thường và không có vấn đề gì hết. Ok, và không có vấn đề gì hết. Ai có những cái gì mà thắc mắc lúc mà cài đặt Windows hay là cài đặt chương trình hay là cần tìm hiểu gì thêm, hay là ai mà có thêm một cái idea nào mới hay là biết được một cái future nào mới, có thể chia sẻ để mình học hỏi lẫn nhau nha. Mình chia sẻ để học hỏi lẫn nhau. Cái video này sau khi Huy tắt, Huy sẽ đưa lên YouTube để mà chia sẻ cho tất cả mọi người. Huy xin ngừng cái video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Huy chào tạm biệt cả nhà.